Huy xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay bên Huy mới về một chiếc xe Toyota Innova số sàn. Xe này thì được chủ xe mua tại Toyota Hùng Vương vào tháng 10 năm 2019. Innova số sàn, biển số thành phố. Xe rất là đẹp, chủ xe đi giữ cũng khá là kỹ các anh chị. Xe này cá nhân đứng tên và một đời chủ nha. Huy mời các anh chị cùng Huy xem chi tiết về sản phẩm ạ. Màu đồng bánh kim nha các anh chị. Màu này thì được rất nhiều khách hàng ưa chuộng và chọn lựa. Thì Huy sẽ mời các anh chị cùng Huy mình xem sơ bộ phần ngoại thất cũng như là nội thất của sản phẩm này, xem chất lượng của sản phẩm này như thế nào nha các anh chị. Gia đình sử dụng, chủ xe đi cũng khá là kỹ. Thì đầu tiên Huy sẽ đi một vòng quanh xe cho các anh chị và các bạn xem về sản phẩm. Đó, những cái ốp mặt rơm ở chỗ lưới tản nhiệt rất là đẹp. Đó, thì quay cho anh chị xem đèn nữa anh chị tha. Đó, rất là mới và sáng. Xe này vẫn còn được bảo hành hãng đầy đủ cho nên là các anh chị yên tâm về sản phẩm nha. Đây, vỏ xe. Đó. Màu đồng bánh kim. Xe thì chủ xe có trang bị che mưa, dán phim đầy đủ hết các anh chị. Đó, mình xem tổng thể về xe. Đó, màu sơn thì Huy đánh giá sơ bộ thì thấy màu khá là đều. Đều màu. Đây, mình xem qua về phần gầm. Gầm nhún thì còn ok các anh chị nha. Xe này thì còn bảo hành tới tháng 10 năm 2022 lận. Cho nên là anh chị không lo gì cả. Những cái sản phẩm bên Huy thì cam kết về chất lượng cho anh chị rồi, đảm bảo là không lỗi cho anh chị luôn. Cho nên anh chị hoàn toàn yên tâm. Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy là đại lý ủy quyền của Toyota Việt Nam trong cái bảng hoạt động xe quay sử dụng, có trao đổi và tất cả những cái dòng xe qua sử dụng, và đặc biệt là đối với những cái sản phẩm của Toyota. Và đặc biệt nếu anh chị nào xe mình đẹp lướt thì ở bên Huy sẽ hỗ trợ thu vô một cái giá tốt tùy vào chất xe nha các anh chị nha. Xe anh chị chạy lướt bảo dưỡng đều, lịch sử đầy đủ rõ ràng và chất xe ok thì bên Huy sẽ thu vô với cái giá nó sẽ tốt hơn so với những cái xe mà lỗi á, là bên Huy sẽ không có thu vô nha. Cho nên là anh chị và các bạn nào có xe đẹp thì liên hệ để bên Huy hỗ trợ cho anh chị một cái giá tốt nhất. Đây, vỏ rồi anh chị xem. Sản phẩm này chủ xe đi giữ cũng khá là kỹ cho nên là Huy sẽ quay sơ bộ phần ngoại thất cũng như là nội thất cho các anh chị xem. Và hiện tại thì đối với cái sản phẩm này, giá bên Huy mới thu về thì giá loanh quanh khoảng 600 triệu. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị và Huy sẽ báo cho anh chị một cái giá chính xác hơn. Ok, rồi. Sơ bộ phần ngoại thất cho anh chị xem. Xe Toyota Innova số sàn 2019 biển thành phố. Biển số là số máy đây. Thì mời các anh chị cùng xem qua. 14453 51H. Ok rồi. Sơ bộ cho anh chị nắm về phần ngoại thất thì Huy mời các chị cùng Huy xem chi tiết phần nội thất bên trong của sản phẩm này nha. Anh chị xem sơ bộ phần nội thất bên trong của sản phẩm. Đây là những vị trí tắp bi ở phía sau. Keo trùng thì các chị yên tâm nha, những sản phẩm bên Huy thì cam kết không bị lỗi, keo trùng còn nguyên bản cho anh chị. Đây. Có lót những cái miếng lót ở phía dưới để tránh dơ cái lót sàn ở phía dưới. Anh chị thấy lót sàn rất là sạch và mới luôn. Đồ nghề theo xe. Con đội còn nguyên bản chưa sử dụng nha anh chị. Bánh sơ cua còn nguyên. Đây, ghế. Phối giữa màu kem và màu nâu làm cho cái tông màu bên trong nó sáng hơn. Cũng khá là đẹp. Rồi trên trần thì đã bọc ni lông trần rồi. Anh chị mua sản phẩm này về chỉ việc sử dụng thôi các anh chị. Có cả áo trùm xe luôn. Xe thì có hai dàn lạnh. Một dàn lạnh là nằm vị trí này các anh chị. Nó sẽ làm lạnh cho hàng ghế thứ hai và thứ ba. Và mỗi hàng ghế này đều có hai cửa gió điều hòa. Cho nên là đối với Innova thì anh chị nào đã sử dụng rồi thì sẽ biết được điều hòa lạnh rất là sâu. Và làm lạnh nhanh nữa các anh chị.
Và đặc biệt là đối với những cái sản phẩm như thế này rộng rãi lắm. Innova thực sự rất là rộng rãi, rộng hơn cả Fortuner luôn. Đó, mình xem qua về sản phẩm. À, nhưng vị trí này còn rất là đẹp. Đó, gia đình đi sử dụng cho nên là anh chị thấy kỹ không? Không có bụi gì dơ gì hết. Và đặc biệt đối với sản phẩm này, cái bộ ghế da, ngoài bộ ghế da thì chủ xe còn giữ một cái bộ ghế nỉ luôn. Anh chị muốn bộ ghế nỉ thì mình lấy bộ ghế nỉ về mình để đó. Khi nào mình muốn sử dụng nỉ thì mình sử dụng, không thì muốn sử dụng da thì mình để da. Đó, rất là tiện luôn. Đó, anh chị cứ coi qua về sản phẩm. Đây anh chị, đó, bàn đạp, ga, mọi thứ. Xe này được trang bị tới 7 túi khí luôn nha các anh chị nha, 7 túi khí. Và những hệ thống an toàn như là hệ thống ổn định điện thân xe, rồi hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, ha, có hết nha anh chị. Mặt đồng hồ tắp lô, rất là đẹp luôn, không có bị trài xước gì cả. Huy nổ máy lên cho nó mát nha, thời tiết cũng đang khá là nắng. Rồi, bật lạnh nào. Xe này trang bị đầu DVD, camera gear. Những vị trí này thì chủ xe dán rất là dễ thương. Ok. Đây, cây số thì Huy quay cho anh chị xem. Thì bên Huy thì ngoài đảm bảo về chất lượng xe thì cũng đảm bảo vấn đề cây số chuẩn cho anh chị nha. Bên Huy thì bên hãng, cho nên là cam kết về cái số, không có tình trạng là tua cái số đâu, anh chị hoàn toàn yên tâm. Đó, rất là mới và sạch, chủ xe gia đình đi sử dụng cho nên là khá là kỹ. Sơ bộ cho anh chị nắm về sản phẩm thì chắc Huy sẽ quay sơ bộ cái phần động cơ cho anh chị, mình nắm qua về phần động cơ để mình hình dung ra về sản phẩm hơn. Đó, xe có trang bị camera gear, đó, khá là nét. Rồi mình đi xem qua về cái phần động cơ một tí nữa nha anh chị. Sản phẩm này mới lấy về cho nên là giá thì loanh quanh 600. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn con số chính xác cho các anh chị nha. Đó, động cơ anh chị thấy nổ êm, bảo hành hãng đầy đủ. Xe này vẫn còn bảo hành hãng đầy đủ, cho nên có bất kỳ vấn đề gì anh chị có thể đem đến bất kỳ đại lý Toyota nào trên toàn quốc đều được kiểm tra bảo hành cho anh chị. Đây là vị trí tấm lắc, là cái thể hiện thông số, là số khung, số máy rồi cho các anh chị. Mọi thứ anh chị yên tâm nha. Còn rất là mới và sạch luôn anh chị. Chủ xe đi giữ kỹ, vệ sinh thường xuyên. Còn keo trùng thì anh chị yên tâm nha. Bên Huy thì cam kết về vấn đề xe không đông đụng, không ngập nước cho anh chị rồi, cho nên không lo gì cả. Rồi, sơ bộ cho anh chị và các bạn nắm về sản phẩm. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị. Sản phẩm vẫn được sự hỗ trợ của ngân hàng tài chính Toyota, lãi suất là 5.79%. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo. Và hiện tại thì Toyota Hiro Smart Tân Cảng bên Huy, ngoài việc trao đổi tất cả những cái dòng xe qua sử dụng, thì những cái sản phẩm nào của anh chị á, mà muốn đổi hoặc là muốn bán á, mà sản phẩm đẹp nha, thì anh chị liên hệ với Huy theo số điện thoại trên màn hình. Huy sẽ hỗ trợ tư vấn cũng như là cho anh chị một cái giá tốt nhất. Anh chị nào chưa tìm cho mình được một sản phẩm phù hợp thì anh chị đăng ký kênh nha, để có xe mới về Huy sẽ đăng lên kênh cho anh chị xem. Rồi, Huy xin chào và hẹn gặp lại ạ.